Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Phương Nam Mobile. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý cho anh em. Anh em nào quan tâm thì hãy theo dõi hết clip nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em, đó là mã LG G6 vừa mới về bản hàng anh em nhé. Con này là RAM 4GB anh em nhé. LG G6 thì bên em loại 32GB, bên em có hai màu xanh và trắng. Toàn xanh, ba con xanh. Ba con xanh và con trắng anh em nhé. Bản 32GB. LG G6 32GB, bản hàng RAM 4GB. Bộ nhớ của nó là 32GB, chạy chip Snapdragon 821 anh em nhé. Bản 32GB này thì bên em đang bán với giá 1.950.000 anh em nhé. Camera trước của nó là 5 chấm, camera sau thì nó có hai camera 13 chấm nhé anh em nhé. Hai camera 13 chấm nhé anh em nhé. Màn con này là 5,7 inch, anh em chỉ gõ hai phát ở đây là nó lên đó, tắt là lại gõ hai phát đó. Màn 5,7 inch khá rộng anh em nhé, kịch này khá là rộng, giá 1.950.000 đó. Con này là pin 3.300 anh em nhé, pin 3.300 LG G6 bản hàng nhé, 32GB. Còn em có hai cây đen cũng bản hàng nhưng mà 64GB anh em nhé, LG G6 bản hàng 64GB màu đen, duy nhất hai cây đen thôi, giá của nó là 2.200.000 anh em. Đó, tắt màn. À, giá 2.200.000 anh em nhé, 64GB màu đen, màu đen khá là đẹp anh em. Đó, anh nét cho anh em xem kỹ nhá, màu đen, đen khá là đẹp, màu xanh cũng đẹp, màu trắng cũng đẹp. LG G6 này trước là hot lắm anh em ạ. Pin 3.300 em nhá. Đó, màn 5,7 inch khá là rộng. Tiếp theo đây là con Samsung A510, Samsung A510 nha anh em nhá. Lưng nó hơi kênh này. Lưng nó hơi kênh anh em nhá. Anh em nhìn kỹ. Đó. Lưng nó hơi kênh một tí. Bán cho anh em này giá là 1.900.000 nhá. Samsung A510 hỏng lưng hay kênh 1.900.000. Còn đây là con Google Pixel 1 thì bên em bán gần hết rồi, còn hai màu đen trắng thôi, hai màu đen trắng Google Pixel 1. Con này màn nó 5 inch thôi, chạy chip cũng Snapdragon 821 anh em nhé. Đó, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB anh em nhìn kỹ, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, màn 5 inch, camera sau của nó là 12 chấm và camera trước là 8 chấm. Quay video 4K, Google quay video thì đẹp lắm, chụp ảnh á. Đó, pin của nó là 2770. Bên em đang thanh lý với giá là 1.950.000. Đó, chỉ mới chưa đến 2 triệu mà anh em đã sử dụng toàn RAM 4GB thôi anh em ạ. Tiếp theo là đây này, G530 thì cây này khách bom mới chuyển về, hai sẵn hai sim nhá, khe chọc sim mẹ cũng mua sẵn hai sim đây rồi, giá của nó là 2.800.000 anh em nhá, thanh lý 2.800.000. Đó, G730 nhá, bản 32GB, RAM con này 3GB nhá. Đó, hình thức đây khá đẹp, màu vàng gold anh em nhá, bản hàn đấy, đã đủ được hai sim, đủ bằng phần mềm anh em nhá, anh em về chỉ việc dùng thôi, 2.800.000. Theo là Samsung Note FE, Samsung Note FE 2 SIM bản hàng, độ bằng phần mềm. Đó, Samsung Note FE này thì khá nhiều anh em xem clip của em giới thiệu khá là nhiều lần rồi. Bản 2 SIM RAM 4GB, bộ nhớ của nó là 64GB anh em nhé. Camera trước sau là camera của nó là 12 và 5, màn là 5,7 inch và pin của nó là 3.200 nhá anh em nhé. Giá là 3.700.000, có màu gold này, một gold này, trắng này, đen anh em nhé. Màu đen cũng khá là đẹp, anh em nhìn màu đen cũng khá là đẹp anh em nhé. Đó, màu trắng này, trắng này anh em. Màu trắng này. Đó, đây là một con màu gold này. Tiếp theo là Samsung Y này anh em, Samsung Y2 nhá, giá 1.650.000 nhá,
anh em nào ưng có loại màn màn này cũng khá là to anh em nhé. Anh em nào ưng thì liên hệ với em nhé. Samsung Quay 2 bản hàng hết, em sắp xin em toàn chơi hàng không A710 cũng kênh tí lưng này, lâu ngày là kênh một tí lưng này. A710 màu trắng này, khá đẹp, giá 2 triệu anh em nhé. Đó, kênh tí lưng này. Em nhìn kỹ tí anh em nhé, 2 triệu. Đây là chiếc iPhone 6 64GB, nó hơi đèn điểm sáng trắng ở trên cái góc này, em lấy nét anh em xem. Đó, nó hơi trắng một tí ở cái góc này này, bây giờ nó kênh 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 một chút đây nhá. Giá con này là 2.1 á, khách cũng đặt rồi nhưng mà lại back về, khách lại cọc cọc 50.000 tiền phí ship rồi nhưng mà vẫn back về là em lại lỗ thêm tiền phí ship vận chuyển về nữa. Hành lý cho anh em giá 2.1 anh em nhé. Này, tên khách Võ Chí Toàn, tên không giấu Zalo. Đó, 2.1 anh em nhé. iPhone 6 64GB bản quốc tế, iPhone 7 32GB bản quốc tế 4.1 màu hồng. Đó, 7 32GB 4.1 màu hồng. 6S thì có hai cây 6S, hai cây 6S 16, hình thức nó tầm độ 95-96%, giá là 2.6 triệu anh em nhé. Hình thức nó hơi xấu, phẩy không gọi là phẩy, 95-96% nữa, giá 2.6 triệu. Lưng thì cũng có chóp sơn các thứ. Đây, còn anh em quan tâm loại 6S 16GB quốc tế đẹp hơn thì giá nó 2.8 triệu anh em nhé. 2.8 triệu. Chín tám chín chín 2.8 triệu anh em ạ. À, quên, không còn 6S Plus không giới thiệu cho anh em. Đây rồi, 6S Plus đen hồng 64GB anh em nhé, máy zin nguyên bản 4.6 triệu anh em nhé, 6S Plus 64GB. Đó, hình thức 96-97%. 6S Plus 64GB, rất nhiều anh em đặt hàng này. Hôm nay có 2 cây, anh em nhanh tay thì còn đấy. Đó, tiếp theo sẽ là giới thiệu cho anh em HTC U11 bản 2 SIM nhá. HTC U11 bản 2 SIM. Đó, anh em nào quan tâm loại HTC U11 bản 2 SIM nhá. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nhá, bản 2 SIM nhá. Chip Snapdragon 835. Con này chip máy mạnh này, chip 835 này rất là mạnh anh em. Pin 3000 nhá. Màn 5.5 inch. Màn 5.5 là ok cho anh em rồi. Đó, giá của nó là 3.5 triệu. Camera trước của nó là 16 chấm và camera sau là 12 chấm anh em nhé. Đó, giá của nó là 3.5 triệu bản 2 SIM. Có màu đen, màu trắng và màu xanh. Anh em nào quan tâm cái này HTC U11 2 SIM này thì inbox qua Zalo 0368-6022 nhé để được tư vấn nhé. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em xem nào, có con gì nhỉ? Đây là con gì đó? À, Google Pixel XL. Google Pixel XL anh em nhé. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 32GB nhé. Con này XL này thì nó màn nó khá to, nó giống như dòng 6 Plus. Đấy, dòng 6 Plus của iPhone ấy. Thì những cái dòng thường, ví dụ như Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4 thì màn nó sẽ bé. Còn dòng XL1 hoặc là dòng XL hoặc là 2XL thứ thì màn nó sẽ to anh em nhé, pin nó sẽ khỏe hơn. Con này là Google Pixel XL chạy Android 9 anh em nhé, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, giá bán của nó là 2.6 triệu này. Camera của nó là 12 chấm và 8 chấm nhé. Pin là hơn 3450, pin là 3450 anh em nhé. Anh em xem hình thức này, pin là 3450 anh em nhé. Đó, màn 5.5 inch, giá trị 2.6 triệu, có màu đen và trắng của màu. À, rồi tiếp theo lại đến Sony. Sony thì nhà em vô vàng lắm. Đó, Sony nhà em vô vàng lắm. Sony Z5 loại đẹp 1.450 nhá. Còn cái loại
phẩy phẩy nhớ nhớ thì hình thức tầm độ 95-96% giá 1.250.000 anh em nhé. Loại đẹp này 99% là 1.450.000. Sony Z5 RAM 3GB 4/32GB màn 5.2 inch nhé. Chạy chip Snapdragon 820 810 nhé. Đó. Thế là Sony X-Performance. Sony X-Performance thì loại 95-96% bên em đang bán với giá là 1.350.000 nha anh em nhé. Con này cũng RAM 3GB 4/32GB chạy chip Snapdragon 820 và màn con này là màn 5 inch anh em nhé. Sony X-Performance. Đó. Sony X-Performance. Tất cả giá bên em là công khai nhé. Anh em nào quan tâm thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Này hết pin. Em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này anh em nhé. 0368 60 412. Em chỉ dùng duy nhất số điện thoại này. Anh em kết bạn Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em. Nếu gọi điện trực tiếp em không nghe máy được thì anh em cứ nhắn tin Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp qua tin nhắn điện thoại. Em sẽ trả lời được rất nhiều anh em cùng một lúc. Còn gọi điện thì em chỉ tư vấn được một anh em thôi, nên những anh em khác là rất là khó. Anh em cứ nhắn tin Zalo, em sẽ trả lời được tất cả anh em. Đó, số điện thoại là số điện thoại chính chủ của em nhé. Hình thức mua hàng bên em là anh em cọc cho em phí vận chuyển 50.000, ship toàn quốc đều 50.000, gần hay xa đều 50.000, ở thành phố hay nông thôn đều 50.000 anh em nhé. Bằng thẻ điện thoại, ví dụ như Vina hoặc Viettel. Đó. Thì bên em khi check được cái thẻ ấy rồi thì anh em sẽ gửi cho em tên này, số điện thoại này, địa chỉ cụ thể. Địa chỉ thì anh em gồm có số nhà nhá, xã này, huyện này, thành phố này. Đó, hoặc là phường các thứ, nói chung là tương đương nhau. Xã, huyện, thành phố thì để em gửi về tận nhà cho anh em. Anh em được kiểm tra hàng, test hàng, ok anh em mới thanh toán nhá. Không bắt anh em là thanh toán trước hay như nào, cọc trước là tiền phí vận chuyển. Tại vì rất nhiều có những thanh niên mà gọi điện đến cọc vận chuyển rồi mà chuyển đến vẫn gọi điện thuê bao, không hiểu tại sao. Hoặc là họ có những lý do gì mà mình không thể biết, nhưng mà như thế là bên em sẽ mất phí vận chuyển hoàn về nữa. Nên anh em thông cảm giúp em là cọc giúp em một lượt phí vận chuyển là 50.000 bằng thẻ cào Vina hoặc Viettel. Đó, Vina thì càng tốt. Đó, em chỉ dùng duy nhất số điện thoại này nhé, Zalo. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào tạm biệt anh em.